Giá gia cầm hôm nay, ngày 22 tháng 8, giá gà, vịt giảm, người nuôi còn bị ăn hai mang. Cập nhật giá gia cầm hôm nay, ngày 22 tháng 8, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp giao dịch ở các vùng vẫn giữ ở mức khá thấp. Đáng nói hơn là một số chủ trang trại phản ánh bị một số thương lái, đội thuê bắt gà ăn hai mang khiến họ bị thua thiệt nhiều hơn trước. Giá gà công nghiệp giảm, người nuôi còn bị ăn hai mang. Phản ánh với chúng tôi, một số chủ trang trại chăn nuôi gà trắng ở Thái Nguyên cho biết giá gà công nghiệp hôm nay không có biến động mà vẫn giữ ở mức khá thấp trên dưới 20.000 đồng mỗi kg tỷ loại. Giá gà trắng loại đẹp trên 3,3 kg mỗi con bán buôn cao nhất mới được 22.000 đồng mỗi kg, với giá hiện tại cộng với chi phí đầu vào. Con giống, thức ăn tăng cao khiến người nuôi đang chịu thua lỗ khoảng từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng mỗi kg, tùy trang trại. Giá gà giảm đã khổ, nhiều trại còn bị đội xe của công ty gia công đội bắt gà thuê qua mặt càng khiến bà con chăn nuôi chịu nhiều thua thiệt hơn. Lứa gà vừa rồi chúng tôi xuất chuyển xe cho công ty phải thuê đội bắt gà nhưng do mọi người chủ quan, sợ ý nên bị người bắt qua mặt, ăn hai mang, vừa ăn tiền của xe, vừa lấy của chủ trại lọc toàn gà to, bỏ lại gà nhỏ khiến gia đình bị thua thiệt nhiều. Bức xúc lắm, ông Phạm Văn Chính, chủ một trang trại gà ở Thái Nguyên nói. Ông Chính cho biết, khi xuất hàng cho công ty, ông phải thuê một đội bắt gà với giá khoảng 400 đồng mỗi con, nhưng người bắt lại được xe lót thêm 200.000 đồng mỗi xe để bắt chọn gà to, thậm chí nhiều chạy còn bị gài cân thiệt hại rất nặng. Tính ra, riêng đối tượng bắt thuê hưởng hai măng này kiểm được vài triệu đồng trại. Để tránh rủi ro khi giao dịch với thương lái, ông chính cho rằng, trước khi bán hàng hoặc thuê đội bắt gà chủ trại nên giao kèo trước trước và giám sát quá trình bắt, cân gà, tính tiền sẽ hạn chế và tránh được thua thiệt không đáng có. Giá gà công nghiệp bán ra tại các trại ở tỉnh phía Nam vẫn ở mức thấp dưới 10.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn bán buôn ở các trại tại Hòa Bình, Hà Nội vẫn ở mức cao trên dưới 90.000 đồng mỗi kg loại 1. Giá vịt thịt hôm nay, vịt thịt miền Bắc vẫn dễ bán. Giá vịt thịt hôm nay bán ra tại các vùng Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên dao động từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ di màu loại trên 34 kg còn bán tại các trại miền Bắc phổ biến ở mức từ 36.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt giao dịch ở các tỉnh miền Trung đều trên 40.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt siêu nạc bán ở các vùng phía Nam cao nhất mới được 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán ở các trại tại Đồng Nai, Bình Phước từ 30.000 đồng đến 32.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán chuyển xe cho khách tại các vùng ở Ninh Bình từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con, bán lẻ cho người ăn khoảng 120.000 đồng mỗi kg. Vịt trời làm sạch ra món cho khách từ 150.000 đồng đến 190.000 đồng mỗi con. Giá ngan thịt tùy loại có giá từ 46.000 đồng đến 55.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Dư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dư Hoài Sóc Trăng cho biết thịt gà công nghiệp trước khi xảy ra dịch COVID-19 có giá 33.000 đến 34.000 đồng, loại lông trắng, nhưng hiện nay chỉ còn 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Gà công nghiệp 4 kg mỗi con vẫn chưa xuất chuồng được. Theo ông Dư, gà công nghiệp khó tiêu thụ do một số lò giết mổ lớn tại Tiền Giang, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Người nuôi gà công nghiệp lỗ nặng vì đàn gia cầm số lượng lớn không xuất chuồng được, trong khi vẫn phải tốn thức ăn mỗi ngày, tại Trà Quýt, huyện Châu Thành, Sóc Trăng, có những chuồng gà mỗi con nặng lên đến 4 kg vì nuôi lâu vẫn không bán được, ông dư nói. Vị doanh nhân có hàng chục năm gắn bó với ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm phân tích giá vốn của mỗi kg gà công nghiệp khoảng 28.000 đồng, khi giá giảm xuống 13.000 đồng mỗi kg thì người nuôi lỗ 60.000 đồng cho mỗi con gà 4 kg mỗi con gà lỗ 60.000 đồng nên một trại gà lỗ khoảng 1 tỷ. Từ khi giãn cách xã hội, đầu ra cho gà thịt rất khó vì lò giết mổ đóng cửa, việc vận chuyển không được tốt như trước đây. Giãn cách nên người đi chợ hạn chế và ai cũng nghĩ đến việc ăn món gì cho đơn giản. Vì vậy mọi người chọn trứng chứ không chọn thịt gà, ông Dư phân tích. Theo khảo sát của Dinh, chỉ gà nuôi công nghiệp tiêu thụ khó và giá giảm. Chợ truyền thống tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều nơi khác ở miền Tây vẫn hoạt động bình thường nên giá vịt và gà thả vườn ổn định. Một tiểu thương kinh doanh gà, vịt tại chợ Bạc Liêu cho biết gà thả vườn làm sạch giá bán trong những ngày qua không thay đổi, dao động 110.000 đến 120.000 đồng mỗi kg. Thịt vịt làm sạch giá bình ổn nhiều tháng nay là 70.000 đồng mỗi kg. Theo chị Tuyết Mai, tiểu thương tại chợ Gia Cầm thành phố Sóc Trăng, Giá gà thả vườn còn sống hiện nay 100.000 đồng mỗi kg và vịt 50.000 đến 55.000 đồng. Giá này cao hơn trước thời điểm giãn cách xã hội khoảng 5.000 đến 10.000 đồng mỗi kg do việc vận chuyển gặp khó khăn trên đường đi gà, vịt chết và các chi phí khác liên quan đến tài xế.